Xin chào các bạn. Rất nhiều học sinh Việt Nam khi muốn đến Canada du học bậc đại học đều mất thời gian từ 1 cho tới 2 năm cho việc học tiếng Anh, học khóa dự bị bởi không phải bạn nào cũng đủ điều kiện vào thẳng các trường đại học danh tiếng tại quốc gia này. Thế nhưng, học từ bậc trung học phổ thông tại Canada thì học sinh sẽ có nhiều cơ hội vào thẳng các trường đại học danh tiếng mà không phải mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ. Thì hôm nay các bạn hãy cùng Tân Đại Dương tìm hiểu về vấn đề du học Canada với chương trình trung học phổ thông có những ưu điểm như thế nào nhé. Ưu điểm khi du học Canada với chương trình trung học phổ thông như sau. Thứ nhất là về chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới. Khi quyết định cho con đi du học, đặc biệt là bậc phổ thông, điều đầu tiên mà các gia đình quan tâm chính là chất lượng giáo dục. Canada tự hào là một quốc gia có môi trường giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng kiểm định nghiêm ngặt. Với sĩ số học sinh trong lớp rất ít, chỉ khoảng từ 10 tới 15 học sinh một lớp, mỗi học sinh sẽ nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc của giáo viên hơn và sự tương tác giữa các học sinh cao để cùng nhau phát triển. Thứ hai là về giáo dục chất lượng cao mà mức học phí thấp hơn cả Anh lẫn Mỹ. Trong năm 2011 thì chính phủ nước này đã hỗ trợ 10 triệu CAD trong hơn 2 năm để phát triển chiến lược giáo dục quốc tế nhằm xây dựng Canada thành đất nước được lựa chọn để học tập và nghiên cứu tầm cỡ thế giới. Đó là lý do vì sao mà dù chất lượng giáo dục vượt trội, chi phí đời sống và mức sống cho sinh viên quốc tế lại thấp hơn so với các nước khác. Đặc biệt là ở Anh và Hoa Kỳ, thì tổng chi phí dao động trong khoảng từ 10.500 cho đến 65.000 CAD. Các hình thức hỗ trợ nhà ở, nơi sinh hoạt đa dạng, du học sinh Canada có thể ở cùng người dân bản địa để học tiếng Anh và tiết kiệm chi phí. Có thể ở ký túc xá với học sinh khác và mức chi phí nhà ở thường chỉ dao động từ 7.000 cho đến 13.000 CAD một năm. Thứ ba là xã hội đa văn hóa. Thì Canada là nơi hội tụ của tất cả các sắc tộc trên thế giới với các chính sách nhập cư rộng mở. Không khó để các bạn trẻ có thể tìm thấy những món ngon đường phố, những hoạt động giải trí mang đậm màu sắc quốc tế. Và các bạn trẻ cũng có cơ hội tiếp xúc, hòa mình trong không gian văn hóa và môi trường toàn cầu tại Canada với rất nhiều du học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Một số chương trình trung học phổ thông ở Canada cũng cho phép học sinh lựa chọn sống trong ký túc xá với các học sinh trung học phổ thông khác từ khắp nơi trên thế giới, và đây có thể là một môi trường toàn cầu rất thú vị. Thứ tư là về môi trường sống an nhàn và lành mạnh. Thì môi trường sống ở Canada rất là thân thiện, yên bình với tỷ lệ tội phạm thấp. Canada cũng nằm trong danh sách các quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Theo đánh giá của Ủy ban Liên Hợp Quốc, thì khi học tập tại đây, từ sớm các bạn trẻ sẽ được lớn lên trong một môi trường nhân văn, công bằng, thanh bình và vững mạnh. Và các dịch vụ xã hội dành cho sinh viên tương đối tốt, đặc biệt là chính sách chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí và các tổ chức hỗ trợ cho sinh viên. Người Canada nổi tiếng là những người thân thiện, hiếu khách và đặc biệt say mê môn côn cầu và những môn thể thao băng khác. Thì học trung học phổ thông ở Canada này sẽ giúp các bạn có cơ hội trải nghiệm và khám phá lý do tại sao mà quốc gia này được xem là một trong những nước hạnh phúc và khỏe mạnh nhất trên thế giới. Và thứ năm là nền giáo dục ngoại ngữ đẳng cấp thế giới. Được sinh sống và học tập từ sớm tại Canada sẽ giúp cho các bạn trẻ phát triển tốt về tư duy ngôn ngữ trong não bộ, mà qua đó hoàn thiện được khả năng tư duy, trí tưởng tượng của bản thân. Và đây là những yếu tố cốt lõi giúp xây dựng nên sự tự tin và giúp cho bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ nhân sự có giá trị quốc tế. Thứ sáu là Canada là một miền đất của những cơ hội. Du học Canada ngay từ bậc trung học phổ thông thì học sinh có cơ hội tham gia vào các trường đại học danh tiếng tại Canada nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới như Toronto, British Columbia. Trong một môi trường giáo dục năng động tại Canada thì các bạn trẻ không chỉ thụ hưởng các kiến thức, kỹ năng phân tích và khả năng giao tiếp mà còn được học cách thể hiện cá tính, phô bày óc sáng tạo và phát triển sự tự tin. Các giáo viên luôn luôn sẵn sàng giúp bạn, những lớp học khuyến khích sự tương tác và hợp tác để cùng nhau phát triển. Đặc biệt là những bạn trẻ có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc tại Canada còn có cơ hội xin nhập cư tại đây. Ngoài những lợi ích kể trên thì du học Canada từ bậc trung học phổ thông còn một lợi ích vô cùng to lớn. Đó chính là nó giúp cho bạn rút ngắn được lộ trình đến thẳng các trường đại học uy tín. Đa số các trường trung học phổ thông tại Canada đều nhận đào tạo học sinh theo chương trình AP và IP. Thì AP là chương trình được đa dạng các trường đại học ở Canada, Hoa Kỳ và hơn 55 quốc gia khác công nhận. Với việc tích lũy các tín chỉ AP thì học sinh có thể dễ dàng chuyển tiếp vào năm nhất hoặc năm 2 của Đại học Toronto. Học sinh có thể tiết kiệm được từ 1 cho đến 2 năm học.
và IB là chương trình học để chuẩn bị vào các trường đại học danh tiếng trên khắp thế giới. Không có bằng cấp nào được đánh giá cao hơn bằng IB cả. Và trong quá trình tuyển sinh ở các trường đại học ở các nước phát triển và cũng không có chương trình học nào chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên về học thuật trước khi vào đại học và lĩnh vực nghiên cứu. Thì việc đào tạo theo hai hình thức trên giúp cho học sinh có nhiều cơ hội đặt chân tới giảng đường của các trường đại học danh tiếng bậc nhất tại Canada này. Và phần lớn á, là học sinh du học từ bậc phổ thông đều sẽ hòa nhập nhanh trong môi trường sống, hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử, con người đất nước mình theo học. Và các bạn cũng trở nên tự tin, thành công hơn ở bậc đại học cũng như là trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì du học sớm từ bậc trung học phổ thông cũng mang đến các mặt hạn chế như sau. Đầu tiên là phải kể đến là chi phí khi du học. Thì chi phí phải bỏ ra khi học sinh du học từ bậc trung học phổ thông tất nhiên sẽ cao hơn nhiều so với các bạn bắt đầu từ những chương trình cao đẳng hoặc đại học. Bù lại thì du học sinh được định hướng nghề nghiệp tốt hơn, được vào học những trường tốt hơn và dễ dàng bắt kịp chương trình học vì đã có thời gian làm quen với nền giáo dục Canada trước đó. Bất lợi thứ hai là việc mà các em phải xa nhà khi còn nhỏ và chưa chuẩn bị đủ tâm lý vững vàng. Với nhiều em nhút nhát, chưa đủ tự tin thì việc du học sớm sẽ gặp không ít khó khăn. Để các em không bị sốc tâm lý vì môi trường mới xa lạ, văn hóa khác biệt, thì cách học quá mới mẻ và không có người thân bạn bè bên cạnh, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý trước cho con em mình thay vì chỉ quan tâm đến điểm số, học lực và tiếng Anh. Để cập nhật đầy đủ thông tin về du học Canada với chương trình trung học phổ thông có những ưu điểm như thế nào cũng như là những thắc mắc về quy trình thủ tục hồ sơ xin visa du học thì đừng ngần ngại mà hãy liên lạc ngay với đại diện tuyển sinh tại Việt Nam, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chi nhánh quận 1, 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879, hoặc các bạn có thể liên hệ với chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028-3838-2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.